Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh Người Đọc Truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện. Người tìm sát, tác giả, Lạc Lâm Lan, chương 1296. Chỉ sợ là không. Hiện giờ tôi đã biết cô gái này chẳng có chút tình cảm nào với mình, nhưng tôi lại vì cái chết của cô ta mà ấy nấy cả đời. Tôi không muốn như thế, tôi muốn hoàn toàn không dính dáng gì tới cô ta, cho dù gặp cũng chỉ là người lạ. Tuy bây giờ tôi bị tình cổ này dày vò chết đi sống lại, nhưng tôi vẫn muốn tìm được một biện pháp giải quyết hòa bình, vừa có thể giải tình cổ vừa có thể hoàn toàn lãng quên cô ta. Từ lúc tôi cự tuyệt bùi tông lâm, chú Lê vắt hết óc cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác, vì để làm dịu đau đớn mỗi lần độc tình phát tác, tôi không thể làm gì khác hơn là gạt lão triệu bảo định nhất đi chợ đen mua thuốc mê mà lần trước anh ấy cho tôi dùng đem về coi như uống rượu độc giải khác. Vì không cho lão Triệu phát hiện, tôi đành phải xuất viện sớm. Chú họ vì chuyện của tôi đành ở lại nhà chú Lê, hai lão thầy bói này hiện giờ ngày nào cũng cùng nhau nghiên cứu làm thế nào để giải độc tình trên người tôi. Tác dụng phụ của thuốc tê rất rõ ràng, tôi cảm giác ngày nào mình cũng như thằng sắp chết, càng nghiêm trọng hơn là đúng như những gì lão Triệu nói. Thân thể của tôi theo thời gian bắt đầu sinh ra kháng thuốc, lượng thuốc như lúc trước đã không thể làm cho tôi hôn mê đủ 2 tiếng. Nhưng bởi vì không có chỉ đạo chuyên nghiệp của bác sĩ, chúng tôi tính toán lượng thuốc không thể chuẩn xác được, hoặc là ngủ mê chưa đến 2 tiếng đã tỉnh, làm cho tôi phải chịu sự đau đớn gấp bội trong 10 phút cuối, hoặc tính toán quá liều, nằm liền 3, 4 tiếng chưa tỉnh. Tóm lại gây hại đến thân thể mắt thường cũng thấy được. Không còn cách nào khác tôi nghĩ đến một người có lẽ cậu ta có thể giúp tôi và cậu ta coi như đã cùng trải qua sống chết bên nhau tôi tin cậu ta sẽ đồng ý giúp chuyện này người tôi nói không phải ai khác mà chính là kim thiệu phong sinh viên giỏi sắp tốt nghiệp ngành pháp y thật ra từ lúc chúng tôi trở về tên nhóc này luôn ồn ào muốn đến thăm tôi nhưng tôi vẫn không đồng ý bởi vì dáng vẻ trong như quỷ của tôi sẽ phá hỏng hình tượng anh hùng trong lòng cậu ta mất tuy tên nhóc này hiện giờ vẫn chưa thể xem là bác sĩ nhưng tính là nửa cái bác sĩ chắc vẫn được còn nữa dù y thuật của cậu ta không giỏi bằng lão triệu nhưng đối với chuyện dùng bao nhiêu thuốc mê có thể chết người dùng bao nhiêu sẽ gây hại chắc cậu ta phải biết những kiến thức chuyên nghiệp này vì tương lai cậu ta muốn trở thành bác sĩ pháp y mà lúc mới đầu kim thiệu phong nhận được điện thoại của tôi vẫn rất vui vẻ nhưng khi cậu ta nghe hết những gì tôi muốn cậu ta làm Cậu ta tỏ vẻ lo lắng bất an. Anh Trương, anh đừng hại tôi không thể tốt nghiệp. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Một khi bị người ta phát hiện ra thì tôi không gánh nối hậu quả đâu. Thật ra tôi cũng không muốn làm khó thằng nhóc này. Chỉ vì hiện giờ ngoài trừ tìm cậu ta, tôi thật sự không nghĩ ra còn có thể nhờ ai giúp đỡ được. Thế là tôi hẹn cậu ta đến nhà. Khi nhìn thấy tôi, cậu ta kinh hãi đến mức không khép được miệng. Anh Trương, mới qua bao lâu không gặp sau anh lại biến thành bộ dạng thế này, lần trước anh bị thương vẫn chưa khỏi à? Tại sao lại phải dùng thuốc mê? Chẳng lẽ bởi vì lần này bị thương nên dùng thuốc quá liều sinh ra nghiện thuốc? Đây không phải trò đùa đâu, nếu như thật sự nghiện thuốc thì phải dừng lại ngay, không thối tổn hại cho thân thể không kém gì hút mà túy. Tôi bị cậu ta hỏi một loạt như súng liên thanh không chen vào được câu nào, cuối cùng đành phải đợi cậu ta nói xong mới đỡ trán, nói không phải do bị thương lần trước, là anh. Làm sao nói với cậu nhỉ? Chuyện lần trước cậu cũng đã tự mình trải qua, trên đời này trừ những vấn đề khoa học có thể giải thích, còn có rất nhiều thứ khoa học không thể giải thích được. Kim Thiện Phong gật đầu, đúng vậy. Chuyện lần trước tôi nghĩ đến giờ vẫn không hiểu, vì sao Ngô An Ni đột nhiên trở nên lạ lẫm như vậy, vì sao cô ấy lại đối xử với anh như thế. Chúng ta vui vẻ đi ra ngoài chơi vì sao lại chỉ còn mấy người chúng ta sống sót trở về? Kim Thiệu Phong liên tiếp hỏi vì sao làm tôi nghẹn họng không trả lời được, không còn cách nào khác tôi đành phải kiên nhẫn giải thích tất cả ân oán giữa tôi và Ngô Ani An cho cậu ta biết. Sau khi nghe xong, Kim Thiệu Phong ngẩn người một lúc lâu cũng không nói gì, chắc cậu ta vẫn chưa tiêu hóa được những gì tôi kể. Mất một lúc lâu sau, cậu ta mới thủng thẳng hỏi, cho nên anh bảo tôi tới đây là muốn tôi giúp anh khống chế lượng thuốc mê dùng hàng ngày để nó ngăn chặn độc tình trên người anh phát tác đúng không tôi vỗ vai cậu ta không tệ năng lực phân tích rất mạnh ấy thế mà kim thiệu phong lại đột nhiên đứng lên nói với vẻ kích động anh trương tôi cảm thấy hai chúng ta là người đã từng trải qua sống chết với nhau nhưng anh nói mấy lời này cũng điều quá đấy có phải anh vẫn luôn coi tôi là trẻ con dễ gạt không hả tôi nghe cậu ta nói thế thì ánh mắt chậm rãi trầm xuống tôi đưa tay ra nhìn đồng hồ rồi lạnh lùng nói với cậu ta nếu cậu không tin có thể đợi một lát một giờ mười bảy phút nữa cổ tình của tôi sẽ phát tác đến lúc đó cậu sẽ biết tôi có coi cậu như trẻ con mà lừa gạt hay không nói rồi tôi quay đầu sang bảo đinh nhất hôm nay không cần thuốc mê như vậy làm sao được chứ đinh nhất lập tức phản đối nhưng tôi lại khoác tay với anh ta không có gì không được mấy hôm nay dùng thuốc mê tác dụng phụ quá lớn để thân thể của tôi nghỉ ngơi một ngày tôi cũng không tin một ngày không dùng có thể chết vì đâu được thật ra lúc đó tôi chỉ nói cứng miệng thôi tôi không nghĩ rằng kim thiệu phong lại thẳng tính như thế tôi kể tất cả mọi chuyện cho cậu ta là vì tôi coi cậu ta như bạn bè vậy mà cậu ta lại tưởng tôi đang đùa để lừa gạt cậu ta cho tôi dùng thuốc mê thật là một tấm lòng thành ném cho chó ăn hôm nay tôi muốn cho cậu ta biết tôi có phải thật sự lừa cậu ta hay không? Đinh Nhất thấy không khuyên nổi, bèn quay đầu nhìn về phía chú Lê, kết quả chú Lê lại nói, dừng lại cũng tốt, thuốc mê cũng không phải kể sách lâu dài, ngừng thuốc mê để nó biết sự ấy nấy cứt chó trong lòng nó chẳng là cái quá gì so với độc tình cả. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tôi gần như đếm ngược từng giây chờ giờ hợi đến. Ký ức hai lần trước quá sâu sắc, mặc dù còn chưa tới thời gian nhưng tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi. Kim Thiệu Phong nhìn sắc mặt tôi dần trở nên trắng bệch, thần sắc không còn bình tĩnh giống như vừa rồi. Dù sao sau khi cậu ta biết tôi thì đã phát sinh rất nhiều chuyện vượt khỏi nhận thức của cậu ta, chỉ là trong lúc nhất thời cậu ta chưa chấp nhận được thôi, cho nên tôi chỉ có dùng sự thật đến nói cho cậu ta biết. Khi đồng hồ treo tường điểm đến 9 giờ, mấy người đinh nhất trở nên khẩn trương, dù gì trước đó tôi cũng chỉ mới trải qua hai lần độc tình phát tác, còn lại mấy hôm nay đều dùng thuốc mê đè xuống cho nên có trời mới biết lần này sẽ phát tác đến mức nào. Chương 1297 Có thể thuốc mê đã làm thân thể của tôi trở nên hơi chậm chạp. Tôi thấy thời gian trôi đi từng giây từng phút tới 9 giờ 5 phút. Nhưng thân thể của tôi vẫn không khác lắm so với vừa rồi, ngoài việc đổ một ít mồ hôi. Nhưng kinh nghiệm hai lần trước đã nói cho tôi biết, có một số việc không thể vui mừng quá sớm, quả nhiên, thứ nên tới cuối cùng vần tới. Đầu tiên tôi không ăn bất kỳ thứ gì mà nứt một cái, sau đó cảm giác co giật từ trái tim như sóng biển liên tục đánh tới nháy mắt cơ thể tôi cuộn lại thân thể không thể khống chế co quắp theo từng cơn rung động kim thiệu phong lập tức bị dáng vẻ này của tôi dọa sợ cậu ta muốn đi qua kiểm tra tình huống của tôi nhưng lại bị đinh nhất ngăn cán kim thiệu phong lo lắng nói anh kéo tôi làm gì để tôi xem rốt cuộc anh ấy là bị làm sao nhưng đinh nhất vẫn lạnh lùng bảo lúc này tốt nhất cậu đừng đụng đến cậu ta Kim Thiệu Phong không nghe khuyên bảo, mọi người cứ nhìn anh ấy khó chịu như thế à. Giờ phải gọi xe cấp cứu, nhỡ là chứng động kinh phát tác thì sao? Tiếp tục thế nữa anh ấy sẽ cắn phải đầu lưỡi mất. Lúc đó tôi thật sự quá đau đớn nên không nghe được Kim Thiệu Phong đang nói gì, nếu không tốt nhất định phải đi qua đập cậu ta. Còn nói là chứng động kinh phát tác nữa à? Sao cậu ta không nói tôi bị rút gân toàn thân luôn đi? Lần độc tình phát tác này đúng như mong muốn, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần so với hai lần trước, mà quan trọng là toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn duy trì được ý thức vô cùng tỉnh táo. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành túng lấy ngực mình, mong có thể phun ra được ngậm máu kia, nhưng ngoại trừ cảm giác đè nén từng đợt, thì tôi không tài nào phun ra được thứ gì. Kim Thiệu Phong không thể đứng yên mà nhìn được nữa, bèn hất tay đinh nhất, đi tới muốn cậy miệng túi ra, bởi vì cậu ta vẫn luôn hoài nghi tôi bị chứng động kinh. Nhưng khi cậu ta vừa quay mặt tôi ra, ngậm máu vẫn nghẹn trong lòng ngực tôi đột nhiên dâng lên, vừa đúng lúc phun trúng mặt Kim Thiệu Phong. Trong nháy mắt tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng sau đó cảm giác rung động vẫn không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, khiến cho tôi không thể nào chịu được. Kim Thiệu Phong lúc này đã bị dọa sợ choáng váng, tay chân luống cuốn nhìn tôi đau đớn dễ dụa. Đột nhiên cậu ta quay đầu nói với Đinh Nhất, giờ cho anh ấy tiêm thuốc mê còn kịp không? Đinh Nhất tức giận trả lời, cậu cứ nói thử xem. Kim Thiệu Phong kinh hãi nói, tôi, tôi thật sự không nghĩ tới, cái này chính là độc tình. Đinh Nhất không có thời giờ để ý đến Kim Thiệu Phong, bởi vì anh ta thấy tôi dùng tay cố xé áo trước ngực mình, giống như đang muốn móc tim ra vậy. Nhưng thật ra tôi đang vô cùng khó chịu, không biết mình đang làm gì, chẳng mấy chốc làn da trước ngực đã bị tối cào ra vài vết máu. Chú họ lập tức nói với Đinh Nhất tìm vật gì trói tay nó ra sau lưng đi. Đinh Nhất nghe thể liền xoay người đi tới ban công, tiện tay vớ một chiếc áo đã phơi khô, xoẹt xoẹt, anh ta xé chiếc áo trong tay, sau đó chuẩn bị cầm chiếc áo đó đến trói tay tôi ra sau lưng. Tôi thấy Đinh Nhất xé rách chiếc áo Armani mà trong lòng thấy sót ruột vô cùng, nhưng đến khi tôi hiểu được anh ta muốn trói tay mình, tôi lập tức giãy dụa, đừng, đừng trói tôi, nhưng đinh nhất vẫn bỏ qua sự phản đối của tôi mà tóm hai tay tôi ra sau lưng chuẩn bị trói lại nhưng anh ta không ngờ được rằng sức lực của tôi lớn hơn rất nhiều so với lúc bình thường anh ta chỉ hơi buông lỏng là tôi đã giật thoát được đinh nhất nói với kim thiệu phong vẫn đang đứng ngóc ở bên cạnh nhanh qua đây giúp tôi giữ cậu ta lúc này kim thiệu phong mới vội vàng đi tới cùng với đinh nhất trói tay tôi ra sau lưng ngăn cản tôi vì quá đau đớn mà làm ra hành động tự mình hại mình nhưng sức lực tối hôm đó lớn lạ thường, cả hai người bọn họ mà chỉ miễn cưỡng giữ được tối. Quá trình sau đó dài dằng dặc lại đau đớn, đáng sợ nhất là trong toàn bộ thời gian đó ý thức tôi hoàn toàn tỉnh táo. Đến tận lúc cuối tôi phun ra một ngụm máu bị đè nén trong lòng ngực và thế là quá trình hôm nay mới xem như kết thúc. Toàn thân tôi kiệt sức mệt mỏi ngồi trên ghế salon, thân thể vẫn đang co giật theo phản xạ, dù cảm giác rung động từ sâu trong tim đã sớm biến mất. Đinh Nhất thấy tôi không còn dùng sức dãy dụa thì biết quá trình đau khổ hôm nay đã kết thúc. Anh ta vội vàng tới cởi trói cho hai tay của tôi, rồi từ từ nâng tôi dậy dựa vào ghế salon. Lúc này tôi đã ổn định lại, thầm nghĩ để cho mình trong bình thường một chút. Sau đó tôi nhìn về phía Kim Thiệu Phong, thều thào nói, thế nào? Học sinh giỏi của trường Y, cậu chẩn đoán bệnh cho tôi xem nào, trạng thái vừa rồi là chứng động kinh hay rút gân. Kim Thiệu Phong đỏ mặt không nói nên lời. Tôi tiếp tục, thật ra tôi gọi cậu tới như thế này vì tôi thật lòng coi cậu như bạn bè, nhưng cậu không nguyện ý tin lời tôi nói, tôi cũng không làm khó cậu, cậu đi đi, chuyện hôm nay cứ coi như chưa từng chứng kiến." Kim Thiệu Phong vội vàng nói, "Anh Trương, vậy thì, vậy thì tôi thu lại những gì đã nói trước đó, anh, bây giờ anh cảm giác thế nào? Còn chỗ nào khó chịu không?" Tôi khoát tay, "Lúc này tôi không sao." nhưng cậu cần nghĩ thật kỹ nếu cậu giúp tôi một lần thì coi như đã lên thuyền giặt đừng để đến lúc đó lại hối hận kim thiệu phong lập tức kích động nói chắc chắn sẽ không anh trương cứ yên tâm đi những gì nhìn thấy ở đây khi ra khỏi cánh cửa này tôi sẽ không nói với bất kỳ ai chuyện này thì tôi tin thật ra thằng nhóc kim thiệu phong này ngoại trừ bình thường hay thích đắc ý một chút ở thời điểm quyết định đầu óc hơi chậm chạp đối mặt với tình địch e quy cũng hơi thấp thì ngoài ra không có khuyết điểm nào lớn kim thiệu phong thấy tôi không nói lời nào cho là tôi còn đang tức giận vội vàng ngồi ghé vào bên cạnh rồi nói anh trương anh cũng coi như ân nhân cứu mạng của tôi trước đó là tôi đã hiểu lầm anh nhưng cũng vì muốn tốt cho anh thôi anh đừng giận nữa lúc này tôi mới bất đắc dĩ cười được rồi vì sự thành khẩn của cậu tôi tha thứ cho cậu cậu ngồi đợi một lát tôi đi tắm rửa thay quần áo cái đã Nói xong tôi đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh. Lúc đứng lên, người tôi hơi chao đảo, cảm giác hai chân như nhũng ra, suýt nửa quỳ trên mặt đất. Cũng may Kim Thiệu Phong ở bên cạnh đỡ lấy tôi, anh Trương, hay là anh vào viện kiểm tra đã. Chương 1298 Nghe Kim Thiệu Phong nói vậy, tôi nhẹ nhàng lắc đầu đáp, tin tôi đi, vô ích thôi. Cuối cùng vẫn là đinh nhất vào phòng vệ sinh xả nước ấm cho tôi, sau đó trở ra đỡ tôi vào tiếp theo anh ta đưa cho kim thiệu phong xem lượng thuốc mê mấy ngày nay tôi dùng thắng nhóc này xem rồi mày nhăn lại và nói tình hình hiện giờ của anh trường đã có dấu hiệu kháng thuốc mỗi ngày anh ấy đều cân lượng thuốc cao hơn hôm trước tiếp tục như vậy không phải là cách nghe vậy sắc mặt của đinh nhất u ám cũng vì không còn cách nào nữa bởi bây giờ ngoài việc gây mê thật sự không có cách nào hiệu quả hơn để có thể làm cậu ta ngủ say hai tiếng đồng hồ vào giờ hợi cả cho nên cậu nhất định phải giúp cậu ta tính toán chính xác liều lượng thuốc gây mê cân dùng kim thiệu phong gật đầu được cứ để tôi khi tôi từ trong phòng vệ sinh ra hai người họ đã tính toán xong lượng thuốc mê dùng cho ngày mai có kim thiệu phong được coi như một nửa bác sĩ ở đây ít nhiều tôi cũng yên tâm hơn ít nhất không cần phải lo đến tình huống đo lường không chính xác kim thiệu phong đi rồi chú họ đến bên cạnh tôi nói sao rồi lần này suốt buổi cháu đều tỉnh ngày mai lặp lại lần nữa cháu còn chịu được không tôi cười khổ nếu có thể chọn cháu vẫn chọn gây mê thật lòng là cháu không muốn lặp lại lần nữa đâu chú họ gật gù nếu cháu muốn bùi tông lâm giải cổ cho cháu thì tôi lập tức lắc đầu thôi bỏ đi thằng nhóc này sao lại bướng thế cô ta muốn cháu chết chẳng lẽ cháu không biết sao chú họ hơi nổi giận tôi khẽ mỉm cười đáp cháu biết nhưng mà cháu lại không thể bắt cô ta chết ít nhất không thể vì cháu mà chết nghe vậy chủ họ thở dài đúng là thằng bé ngốc nói xong chú đứng dậy nói với chú lê lão lê về chỗ ông đi hai ông thầy bói đi rồi trong lòng tôi chợt cảm thấy vắng vẻ thật ra tôi cũng không biết mình còn đang kiên trì điều gì hiện giờ bản thân chịu tội như vậy tôi còn có thể làm sao nữa Nỗi hận của cô ấy đối với tôi sẽ vì vậy mà giảm bớt ư? Có lẽ không đời nào. Đinh Nhất thấy tôi ngẩn người dựa vào phía trước cửa sổ, bèn đi tới nói với tôi, "Không mệt sao? Ngủ đi." Tôi nghe thấy tiếng của anh ta nên quay lại nhìn, nhưng trong lòng lại xót xa lạ lùng, vì vậy trong mắt đỏ ngầu hỏi, "Mẹ nó, có phải tôi rất kém thông minh hay không?" Đinh Nhất khẽ thở dài và đáp, tự đáy lòng mỗi người đều có sự kiên trì và điểm mấu chốt của chính mình. Thật ra, kể cả hôm nay người hại cậu không phải ngu An Nhi, tôi cảm thấy cậu cũng sẽ không lấy cái chết của người khác để đổi lấy sự sống cho mình, ngay cả khi cậu biết rõ người kia đang muốn lấy mạng cậu, cậu sẽ không làm thế, nếu không cậu không phải là Trương Tiến Bảo nữa. Nghe câu tổng kết của Đinh Nhất về mình khá đúng chỗ, vì vậy tôi đổi thành vẻ buồn bã mất mát, anh nói xem tại sao Ngô An Nhi không đâm tôi một dao chết luôn cho rồi đi. Đinh Nhất nhìn chằm chằm vào mắt tôi, Thông thả nói, muốn nghe lời nói thật. Đương nhiên rồi, hơn nữa anh biết nói dối sao? Tôi gật đầu đáp. Ừm, tôi cảm thấy cô ta muốn cho cậu chết từ từ, để cậu chịu đủ tra tấn, đến cuối cùng chính cậu cũng không muốn sống nữa, cô ta cũng báo được thì hoàn toàn. Đinh Nhất nói với vẻ mặt thiếu đòn. Nghe xong, tôi lập tức có cảm giác sống không còn gì luyến tiếc, anh không thể nói mấy câu tôi thích nghe được à? Đinh Nhất cực kỳ chân thành trả lời tôi, cậu biết tôi không nói dối mà. Hơn nữa, nếu tôi còn cho cậu hy vọng với cô ta, vậy cậu có thể sẽ thật sự trở thành thằng ngốc nhất trên đời rồi. Tuy rằng lời nói thật của Đinh Nhất làm tôi rất tổn thương, nhưng tôi biết anh ta nói rất đúng, tôi thật sự không nên ôm một chút ảo tưởng nào về Ngô Anh Ni nữa. Nếu không kết cục của tôi nhất định sẽ thảm hơn gấp 10 lần so với hiện giờ. Trong những ngày sau đó, mỗi tối kim thiệu phong đều sẽ qua đây giúp tôi điều chỉnh lượng thuốc mê mặc dù có cậu ta thì không còn xuất hiện tình huống lượng thuốc không đủ mà tỉnh sớm hay muộn nhưng việc mỗi ngày đều phải hấp thu lượng thuốc mê lớn như vậy gây hại quá lớn cho cơ thể tôi tôi có thể nhận thấy rõ ràng ngày hôm sau rời giường cảm giác mỏi mệt cả người càng ngày càng tăng quả thực sắp bắt kịp hồi mấy ngày đầu lúc tôi mới bị âm khí nhập thể rồi ngay khi tôi cho rằng tuổi già của mình sẽ phải trải qua trong đần độn như vậy một gã đã lâu không gặp xuất hiện hôm đó đinh nhất muốn đưa tôi xuống lầu đi dạo đừng cả ngày ru rú ở nhà anh ta bảo bây giờ trên người tôi chẳng có chút sức sống của thanh niên gì cả nghe vậy tôi rất buồn cười tôi cũng muốn giống như kim thiệu phong mỗi ngày hừng hực sức sống nhưng tôi có sức lực đó ư đôi khi tôi suy nghĩ thật sự không được thì bỏ đi tìm một cái hố chôn vùi bản thân vào mọi nỗi khổ đều sẽ chấm dứt nhưng nhớ đến số tiền gửi trong ngân hàng của mình tôi lại cảm thấy việc gì phải thế dựa vào cái gì mà tôi phải chết sớm như vậy chứ tiền của tôi còn chưa xài hết mà thậm chí tôi cũng chưa từng ăn nhậu chơi bời thỏa thuê nửa cơ sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ nghĩ đến mức không cam lòng vì vậy tôi quyết định đi xuống lầu cùng đinh nhất ra ngoài đi dạo hoạt động gân cốt một chút sau đó vung tay tiêu tiền lỡ đâu nếu không cẩn thận ngõm thật Tiền trong ngân hàng vẫn chưa đụng vào một xu, thế thì chết thiệt biết bao. Kết quả, khi chúng tôi vừa dắt kim bảo từ trong siêu thị của khu chung cư trở ra thì nhìn thấy mấy con chó lang thang đang vây quanh một người đàn ông và không ngừng sủa như điên, thu hút những người qua đường đều tò mò nhìn về phía người đàn ông đó. Lúc ấy tay đinh nhất dắt kim bảo, nhưng không ngờ nhãi con này dường như cũng muốn tham gia trợ oai cho phe chó lang thang. Lúc ấy tôi còn nghĩ ai mà bị bọn chó ghét như vậy. Kết quả tập trung nhìn kỹ, phát hiện hóa ra là con hồ ly và trang hà. Tôi đoán lũ chó ngửi thấy mùi khai của hồ ly trên người anh ta nên mới xúm quanh, vì thế tôi lập tức nói với vẻ mặt tức cười, chào ôi, đây không phải lão trang sao, không ngờ soái ca cũng có lúc bị chó ghét bỏ nhái. Nghe vậy, trang hà tỏ ra bất đắc dĩ, chẳng có cách nào, mỗi những con chó này đều thính y như đinh nhất nhà cậu đinh nhất câu mày lại nhưng chỉ liếc trang hà một cái cũng chẳng nói câu nào chắc hẳn trang hà xuất hiện đúng lúc này là vì chuyện của tôi tục ngữ nói không đánh vào mặt người đang cười bởi vậy cho dù đinh nhất có không thích trang hà anh ta cũng sẽ không thể hiện ra ngoài quá mức vào ngay lúc này cuối cùng tôi xé một túi dăm bông rồi ném sang bên cạnh cho mấy con chó lang thang Chúng nói lập tức lao tới tranh giành dăm bông rơi trên mặt đất và phớt lờ sự tồn tại của Trang Hà. Kim Bảo phát ra tiếng gù gù u oán, tôi vội mở miệng vỗ về nó, ngoan, sẽ mua thêm cho mày sau. Tiếp đó chúng tôi đưa Trang Hà về nhà, chỉ là dọc theo đường đi Kim Bảo đều tỏ vẻ đề phòng với Trang Hà. Xem ra sự nhạy bén của động vật luôn luôn cao hơn loài người. Chương 1299. Sau khi về đến nhà, tôi bảo trang hà ngồi chơi một lát tôi bỏ đô mua được vào tủ lạnh rồi xoay người lại hỏi anh ta sao anh lại đến đây trang hà làm ra vẻ thân bí đáp mấy ngày gần đây tôi bấm đốt tay tính toán tính được cậu gặp phải kiếp nạn vậy nên tôi đến giúp cậu đồ kiếp tôi bật cười bót ba hoa đi có phải chú họ tìm anh tới không trang hà cười ngượng ngùng chẳng bảo đúng cũng chăng bảo không đúng mà đổi hắn đề tài sang người tôi nghe nói cậu trúng tình cổ đưa tay đây, tôi bắt mạch cho cậu. Tôi cũng không do dự, thoải mái giơ tay sang. Kết quả con hồ ly già này mới vừa chạm vào mạch của tôi đã đổi sắc mặt, sau đó liên tục lắc đầu nói, thằng nhóc nhà cậu đúng là chọc vào một ổ đào hoa đây mà. Bằng không con gái người ta sao lại hạ tình cổ với cậu chứ? Đừng nói hư nói vượng được không? Vốn là tôi muốn có một đoạn tình cảm với cô ta, nhưng người ta lại chỉ muốn mạng của tôi thôi. Tôi nói với vẻ u buồn. Trang Hà tỏ ra đồng tình. À, vậy cậu hơi thảm rồi. Đâu chỉ hơi thảm. Tôi rất thảm đấy được không? Ánh mắt tôi càng u oán. Cuối cùng Trang Hà buông tay tôi ra, sau đó sắn cánh tay áo lên và bảo, Nào, tôi diệt con cổ trùng kia cho cậu, bảo đảm tối hôm nay cậu có thể ngủ một giấc yên ổn. Tôi lập tức giơ tay ngăn anh ta lại và hỏi, Vậy người hạ cổ sẽ như thế nào? Trang Hà không chút nghĩ ngợi đáp, còn có thể thế nào, cùng chết với cổ trùng thôi. Loại người chơi cổ trùng như bọn họ chắc hẳn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, gặp phải ngày này là chuyện sớm hay muộn thôi. Nghe thế, tôi liên tục lùi ra sau, anh từ từ cái đá. Trừ cách này ra còn có cách giải khác hay không? Trang Hà nghĩ ngợi rồi nói, có thì có, chẳng qua tôi không biết làm. Tôi thấy anh ta nói đúng lý hợp tình như thế thì nổi giận anh đã sống nhiều năm vậy, chẳng lẽ chỉ biết có mỗi một cách giải cổ thôi sao? Trang Hà lập tức xù lông, biết giải là tốt lắm rồi, cậu còn kén cá chọn canh, tôi thấy nên để cậu nếm mùi tình cổ này cho thỏa đã. Bớt nói nhảm đi, hôm nay tôi cố ý tới giải cổ cho cậu. Nói xong, anh ta lại muốn tiến lên kéo tôi, tôi lập tức nhảy ra xa 2 mét, vẽ mặt để phòng, không được đâu. Nếu là cách giải này thì trước đó tôi đã giải lâu rồi còn cần chịu tội nhiều ngày như vậy sao? Trang Hà ngẩn người nhìn chầm chầm tôi một lúc rồi mới nói, thằng nhãi nhà cậu đúng là ngu vờ lờ. Tôi nhịn cơn xúc động muốn mắng ngược lại anh ta, sau đó lẳng lặng lẩm nhẩm trong lòng ba lần cả nhà anh đều ngu vờ lờ, thế mới tìm được cơn tức. Ôm tồn nói với anh ta, Trang Đại Tiên, anh xem anh cũng sống nhiều năm như vậy, sao có thể chỉ biết một cách giải cổ chứ? Anh suy nghĩ kỹ lại xem, nhất định có cách khác có thể gỡ bỏ tình cổ trên người tôi, lại còn có thể không làm hại tính mạng của người hạ cổ nữa, đúng không? Trang Hà cũng là tên ăn mềm không ăn cứng, anh ta thấy thái độ của tôi đã dịu xuống, nên châu mày suy nghĩ một hồi rồi đáp, không phải không có cách khác, nhưng mà tôi thật sự không biết làm, nếu cậu một mực phải giữ lại. Mạng cho đối phương, vậy chỉ có thể tìm tiểu kim, tiểu kim nào, cái tên BD chết tiệt kia á. Tôi chợt nhớ tới cái tên không ra nam chẳng ra nữ phu nhân kim kia. Trang Hà nghe vậy thì tức giận nói, được, một lát nữa gặp cậu ta cậu thử gọi cậu ta là tên bệ để chết tiệt ngay trước mặt coi, xem người ta có giúp cậu hay không. Tôi thấy có hy vọng bèn hỏi dồn Trang Hà, gã biết cách có thể gỡ bỏ tình cổ lại không làm hại đến người Hà cổ ư. Tôi nói cậu ta có cách thì chắc chắn là có, chỉ không biết người ta có đồng ý giúp cậu hay không thôi. Suy cho cùng, lần trước khi không cắt cậu lãng phí mất một sợi tơ nhện dùng để trói đàn ông của người ta, sau còn dành viên ngọc tôi bồi thường cho cậu ta, bây giờ lại mặc giày mò tới cửa, cậu nói người ta liệu có giúp cậu không? Tôi thanh minh, lãng phí tơ nhện cũng là tại gã rắp tâm không tốt, về viên ngọc sau đó thì không thể coi là chúng tôi dành nhé. Thêm nữa, không phải còn có anh đấy sao? Tôi thấy tình cảm của hai người đâu có hời hợt, giúp tôi suy nghĩ biện pháp đi. Trang Hà nhìn chầm chầm dáng vẻ vô sĩ của tôi cả buổi, cuối cùng bất đắc dĩ nói, đúng là mắc nợ cậu một đời trước. Tôi buồn cười bảo, xem anh nói kia, đáng lẽ phải là đời trước mắc nợ cậu chứ? Sao lại là mắc nợ cậu một đời trước được? Có phải trước giờ anh chưa từng được học chín năm giáo dục bắt buộc không hả? Trang Hà nhìn tôi như nhìn đổ ngốc, không thèm phản ứng. Thời gian cấp bách, để kịp gỡ bỏ tình cổ cho tôi trước khi nó phát tác tối nay, trang hà đành phải dẫn chúng tôi đến biệt thự của phu nhân kim một lần nữa khi gặp lại phu nhân kim gã ta vẫn mặc đồ đàn ông phải nói làm yêu tinh đúng là tiền thật muốn là nam thì là nam muốn là nữ thì là nữ tôi nói khẽ với trang hà có lúc nào anh biến thành nữ không trang hà trừng mắt lườm tôi tôi cũng có thể biến cậu thành nữ luôn nghe vậy tôi lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại không nói bậy nữa Lúc này Tiểu Kim lạnh lùng nhìn tôi và Đinh Nhất, rồi hỏi, sao nào? Lại muốn lừa tơ nhện của tôi hả? Lần này tôi đã học khôn, không trả lời thẳng mà đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Trang Hà, chờ tên hồ ly già đó mở miệng trước. Trang Hà thấy thế thì bày ra vẻ mặt đắc dĩ nói với Tiểu Kim, thằng nhóc này trúng tình cổ, cậu giúp cậu ta dạy nhé. Tiểu Kim nghe Trang Hà nói đúng lý hợp tình như vậy thì không vui hỏi lại, lý do. Trang Hà cười hề hề đáp, cậu xem hai cậu trai này, môi hồng răng trắng, cậu nói cậu coi trọng người nào, tôi bảo đảm bọn họ sẽ chủ động nhào vào lòng cậu. Kết quả Tiểu Kim biểu môi nói, miễn đi, anh coi hai thằng nhãi này, ngoại trừ bề ngoài đẹp một chút ra thì có ít cái khỉ gì đâu. Một đứa thì trong đầu thiểu một phần hồn, một đứa thì để cho người khác hạ tình cổ, anh nói đứa nào bà đây có thể sử dụng được hả? Còn nữa, anh không thấy bây giờ tôi đang là đàn ông sao? Cần một tên được rửa có ích gì. Muốn chơi gây tôi tìm anh chứ chẳng tìm hai người bọn họ nhá. Trang Hà nghe vậy vội vàng bày ra tư thể xin miễn cho kẻ bất tài và nói Đừng nói lời tuyệt tình vậy mà. Với cậu cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đến lúc đó để bọn họ thiểu cậu một ơn huệ chẳng tốt sao. Đời này ai mà không có khi gặp khó khăn lỡ đâu ngày nào đó cậu thật sự có việc cần đến họ thì sao anh bảo tôi nhờ vả hai người bọn họ ấy à trừ khi mặt trời mọc từ hướng tây tiểu kim tỏ vẻ không tin vậy cậu cần nhờ tôi thì sao tiểu kim cậu đừng nói quá chắc chắn trang hà hiếp mắt nói lúc này đây tiểu kim không phản bác mà hơi tò mò nhìn trang hà thằng nhóc này có tài đức gì đáng để anh bảo vệ cậu ta như vậy hả chương một nghìn ba trăm nghe vậy Trang Hà vì cười, câu này của cậu lỗi mốt lâu rồi, hiện giờ phải nói là, đời trước nhất định thằng nhóc này đã cứu vớt cả vũ trụ mới có thể gặp được một vị tiên tốt như tôi ra tay trợ giúp. Nhưng Tiểu Kim lại nhìn Trang Hà đầy ngờ vực, dường như trong lòng có thắc mắc, nhưng không tiện hỏi trước mặt chúng tôi. Lúc này Trang Hà nhìn thoáng qua thời gian và nói, đừng kỳ kèo nữa, mỗi tối cứ đến giờ hợi, tình cổ trên người thằng nhóc này sẽ phát tác cậu nhanh thừa dịp chưa tới giờ, lấy con cổ trùng kia ra đi. Nhưng tôi nói nhé, tôi muốn cổ trùng còn sống. Tiểu Kim nhìn về phía tôi bằng ánh mắt chế nhạo, vẫn rất thương hương tiếc ngọc đấy, chỉ tiếc người ta chẳng nể nang câu chút nào cả. Tôi nghe mà tức tối trong lòng. Sao ai cũng phải cạnh khóe ống đây vài câu thế hả? Nhưng trước mắt vẫn chỉ có con nhịn tinh này giúp tôi giải cổ được, vì vậy tôi cũng đành nhịn nhục, không thể nói ra dù chỉ một câu khó nghe. Sau đó, đầu tiên tiểu kim bảo quản gia mặc đồ đen của gã mang tới một bình thủy tinh nhỏ trong suốt, rồi quay đầu nói với Trang Hà, trói chặt cậu ta lại, lát nữa có thể sẽ hơi khó chịu, có điều như thể cũng phải nhịn, không thể lộn xộn đâu. Tất nhiên Trang Hà biết rốt cuộc tiểu kim dùng cách gì, vì thể lật tay lấy ra một bó dây thừng như làm ảo thuật và ném cho đinh nhất, cậu trói đi, cột chắc một chút, tránh để lỡ chuyện vào thời điểm mấu chốt. Lúc tình cổ phát tác, Sức lực của tôi mạnh một cách đáng sợ, cho nên lần này đinh nhất chẳng hề do dự mà trói tôi lại như cái bánh chưng. Mặc dù trong lòng hơi bất an, nhưng tôi biết đây là lựa chọn duy nhất của mình. Sau đó tôi thấy Tiểu Kim vươn tay ra, lòng bàn tay có một con nhện nhỏ thuần một màu trắng, chỉ to bằng hạt đậu xanh. Gã nâng con vật nhỏ bé kia từ từ đi đến trước mặt tôi, sắc mặt không lành. Tôi thầm hoảng hốt và nói, "Anh, anh muốn làm gì?" Tiểu Kim khẽ hừ một tiếng và đáp, nói nhảm. Đương nhiên là bắt con sâu trong bụng cậu ra. Nếu không thể giết chết nó, cũng chỉ có thể bắt nó ra thôi. Há miệng. Tôi thấy gã muốn nhét con nhện màu trắng này vào miệng mình, lập tức sợ hãi ngậm chặt miệng lại, nói gì cũng không chịu há ra. Tiểu Kim bèn nói với Đinh Nhất và Trang Hà, chờ cái gì nữa. Banh miệng cậu ta ra cho tôi, đừng có cắn chết tiểu bạch của tôi đó nếu không suốt đời cậu ta cứ làm bạn với con tình cổ này đi. Trang Hà vương tay qua banh hẳn miệng túi ra, nhưng tôi nào chịu cho bọn họ thả cái con kia vào miệng mình. Vì vậy anh ta banh ra thì tôi ngậm lại, nói kiểu gì cũng không chịu thành thật há miệng. Cuối cùng vẫn là đinh nhất ra tay, một chiêu tháo khớp cầm của tôi, làm tôi không thể không há hốc miệng ra không nhúc nhích. Tôi thật không ngờ đinh nhất ra tay tàn nhẫn với tôi như vậy. Sau khi cầm bị tháo khớp, tôi có cảm giác hai bên sườn mặt vừa xót vừa đau, nước mắt cũng rơm rớm. Không phải tôi không đủ kiên cường, mà là cảm giác cầm bị tháo khớp thật sự khó chịu. Hơn nữa hai tay tôi lại bị trói sau lưng, chỉ có thể ưỡn người lên, vùng bị đau lại ở gần mắt, muốn không chạy nước mắt cũng khó. Quan trọng nhất chính là, tận mắt nhìn tiểu kim đưa con nhện nhỏ trắng muốt kia vào miệng mình từng chút từng chút một. Khi con vật nhỏ bé kia chậm rãi bò vào cổ họng, theo bản năng tôi muốn nôn khang. Kết quả tôi lại nghe thấy Tiểu Kim lạnh lùng nói, nếu như cậu không thích nó đi vào từ phía trên, vậy cũng có thể chọn đi vào từ phía dưới. Nghe thấy, tôi lập tức nhịn lại cơn buồn nôn, nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu thăm hỏi 18 đời tổ tông của Tiểu Kim rồi. May mắn là cảm giác đó trôi qua rất nhanh, bởi vì tốc độ của con vật nhỏ bé kia nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, giờ đã không còn cảm nhận được nó ở chỗ nào nữa. Tôi thấy con vật nhỏ kia đã vào rồi, bèn không ngừng nháy mắt với Đinh Nhất, ý bảo anh ta mau nối khớp cầm lại cho tôi. Ai ngờ Tiểu Kim thấy vậy thì lập tức ngăn cản, gấp cái gì, còn chưa xong việc cơ mà. Cậu cho rằng đi vào là được rồi chắc, phần sau mới là mấu chốt. Khi còn chưa rõ mấu chốt trong miệng gã là gì, tôi đã cảm thấy trên ngực của mình chợt đau nhói, cả người đột nhiên cứng đờ ra đó, không dám có một cử động nhỏ tuy rằng tôi không biết nguyên lý cơ bản của việc tiểu kim bỏ con nhện màu trắng vào trong cơ thể tôi là gì có điều chắc là không thua kém lắm với cách của bùi tông lâm chẳng qua con sâu đen kia của bùi tông lâm mạnh quá đi vào chỉ có thể giết cổ trùng trong cơ thể tôi chứ không thể bắt nó ra ngoài thế mà con nhện màu trắng này của tiểu kim lại có thể mang con cổ trùng đó ra khỏi người tôi ư nhưng nó mang ra như thế nào thương lượng với đối phương mi đi ra ngoài chơi với ta một lát ta mời mi ra ngoài ăn cơm khi đầu óc còn đang suy nghĩ miên man tôi chợt cảm thấy cổ họng hơi ngứa ngứa tôi biết ngay là con vật vừa đi vào đang chuẩn bị bò ra chỉ là lúc này đây tôi có thể cảm nhận một cách rõ rệt là tốc độ của nó chậm hơn trước rất nhiều hơn nữa phía sau nó hình như còn có một sợi tơ nhện rất mảnh đang kéo theo thứ gì đó cảm giác muốn nôn khang lại tới nữa lần này cũng không phải tôi cố ý mà là phản xạ có điều kiện của cơ thể. Thật lòng mà nói, biết rõ cổ họng có con sâu đang bò, tôi không thể nào làm ra phản ứng như không hề ghê tậm chút nào. Cuối cùng, tôi thấy tiểu kim từ từ vươn tay đến bên miệng mình, rồi đón lấy con nhện nhỏ mới đi du lịch một vòng trong cơ thể tối. Khi nó nhảy trở lại bàn tay của tiểu kim, quả nhiên sau mông nó còn kéo theo một sợi tơ nhện màu bạc cực mảnh. Lúc này tôi không thể ngậm miệng, cũng không thể nói chuyện chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu kim cầm một đầu tơ nhện sau đó nhẹ nhàng lắc qua lắc lại ở trong cổ họng tôi còn may sợi tơ nhện này cực mảnh cho nên cảm giác không phải rõ rệt cho lắm nhưng dù vậy tôi vẫn hết sức khó chịu giống như hồi xưa nhân viên gián điệp buộc thông tin tình báo quan trọng vào sợi dây một đầu cột vào hàm răng một đầu khác nuốt vào bụng để tránh kẻ địch điều tra ra cảm giác kiểu lúc nào cũng có một sợi dây nối liền giữa cổ họng thật quản, rồi xuống sâu thêm nữa thật sự chẳng tốt đẹp cho lắm. May mắn là khi tôi sắp không nhịn được nữa thì nghe Tiểu Kim đột nhiên vui mừng reo lên ra rồi. Tiếp theo tôi cảm thấy có cái gì đó trơn trượt gần cổ họng mình bị lôi tuột, sau đó theo đầu lưỡi của tôi trượt ra ngoài. Đầu tiên Tiểu Kim cất tiếng ồ ồ, rồi liên tục tắm tắt, không ngờ thứ này còn rất xinh đẹp đó nha. Nghe gã nói vậy, tôi vội nhìn qua thứ gã bắt được trong tay thấy đó là một con sâu màu hồng nhạt, nửa trong suốt, mà sợi tơ nhện tôi cảm nhận được trước đó đang quấn chặt quanh mình nó. Chương 1301. Con vật nhỏ bé kia cố hết sức vặn vẹo mình, muốn bò về phía tôi. Nếu không có sợi tơ nhện này kéo lại, chỉ e nó đã sớm không chờ nôi mà vọt về trong miệng tôi rồi. Đinh nhất vừa thấy cổ trùng đã bị bắt ra ngoài, anh ta lập tức nhanh chóng nối khớp cắm tôi lại. Tức khắc lại là một cơn đau buốt tôi khó chịu đến mức muốn chửi má nói. Tiếp theo tiểu kim bỏ con sầu mập màu hồng nhạt kia vào trong một bình thủy tỉnh nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước, sau đó đậy chặt nắp và nói, hoàn tất. Đinh nhất vội cởi dây thừng trên người tôi, hỏi tới bây giờ cảm thấy thế nào. Nói thật tôi cũng không nói ra được cảm giác hiện giờ là gì, tóm lại hơi quái quái, giống như trong lòng có thứ gì đó đột nhiên bị móc ra. Lúc này, tiểu kim đột nhiên nhìn chăm chăm tôi bắt đầu đếm, ba, hai, một, gã mới vừa đếm tới một, máu huyết trong người tôi bất chợt cuồn cuộn, nháy mắt phun ra một búng máu. Cả Trang Hà cũng đều không ngờ đến, sắc mặt của anh ta lập tức biến đổi, thế này là thế nào? Có phải giữa chừng xảy ra sự cố gì không? Nhưng Tiểu Kim lại lắc đầu đáp, không đáng ngại, trước đó cơ thể cậu ta đã thích ứng với sự tồn tại của cổ trùng kia, bây giờ đột nhiên bắt nó ra, lẽ dĩ nhiên sẽ khiến cho máu huyết trong người chảy ngược cũng chẳng phải chuyện lớn gì phun vài ngụm máu là ổn thôi lúc này sắc mặt của đinh nhất chẳng lành anh nói rõ nhẹ nhàng nhỉ phun ra vài ngụm máu thôi tiến bảo chỉ là một người phàm gần đây cậu ấy phun ra máu ít lắm chắc có phải anh không làm thật lòng không tiểu kim nghe vậy cũng hơi nổi giận cậu qua cầu rút ván đấy hả sao tôi mới vừa lấy cổ trùng ra cho cậu ta là cậu trở mặt không nhận người thể hôm nay kể cả là đại la kim tiến tới cậu ta cũng phải phun ra mấy ngụm máu này thôi cậu đến bệnh viện làm tiểu phẫu vẫn phải chảy máu đấy thì sao huống chi là loại chuyện như lấy cổ trùng này chứ trang hà thấy hai người sắp sửa cãi nhau đến nơi bèn vội vàng mở miệng khuyên bảo được rồi được rồi bây giờ dù nói thế nào thì tình cổ này cuối cùng đã được giải trước hết xem thử tiến bảo có việc gì hay không đã còn lại có gì lát nữa nói trên thực tế nói thật là sau khi phun ra hai bún máu tôi đã cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều cảm giác ngây ngô đần độn lúc trước đều đã mất tâm xem ra lúc này đây tình cổ của tôi coi như đã được loại bỏ hoàn toàn tôi dùng ống tay áo lau máu trên mặt rồi nhìn sang thứ trong tay tiểu kim đây là tình cổ ư tiểu kim gật đầu còn gì nữa đừng thấy con vật nhỏ này hồng hồng mềm mềm rất đáng yêu nhưng tất cả những khốn khổ lúc trước cậu phải chịu đều từ nó mà ra tôi hơi lo lắng hỏi vậy bây giờ làm sao đây sau khi thứ này ra khỏi cơ thể tôi người hạ cổ có thể bị cắn trả không tiểu kim cười lắc đầu đúng là kẻ si tình yên tâm đi tạm thời thì không chỉ cần con vật nhỏ bé này còn sống cô gái hạ cổ cậu sẽ không phải chết thế nếu con sâu này chết thì sao tiểu kim nhún vai đáp Vậy thì cô gái hạ cổ cậu cầm chắc cái chết. Sau đó tôi nhận lấy bình thủy tinh nhỏ trong tay tiểu kim, hỏi gã, phải làm thế nào mới có thể bảo đảm nó còn sống. Anh ta thoáng nhìn máu mà tôi phun ra dưới đất, sau đó chỉ ngón tay vào đó, dùng máu của cậu. Giờ hợi hàng ngày, lấy ba giọt máu đúc cho nó, cứ như vậy, khi nào bạn gái cũ của cậu chết thì nó mới chết. Nói cũng kỳ quái. Trước kia chỉ cần tôi nghe thấy bất kỳ ai trong bọn họ mở miệng nhắc tới Ngô Anh Nhi, trong lòng luôn khó chịu gấp bội. Nhưng vừa rồi nghe Tiểu Kim nhắc tới ba chữ bạn gái cũ này, trong lòng tôi lại chẳng có một chút phản ứng nào. Lúc gần đi Tiểu Kim bên báo tự đắc nói với Trang Hà, lão Trang, anh cũng đừng quên mình thiếu tôi một ơn huệ đó. Về sau nhờ anh làm việc, đừng có ra sức khước từ. Trang Hà vừa đi ra ngoài vừa đáp cho có lệ, được được được, biết rồi, không cần tiền đâu. Tiểu Kim cả giận, toàn là mấy tên qua cầu rút ván. Ra khỏi biệt thự riêng của Tiểu Kim, Trang Hà chia tay với chúng tôi. Trước khi đi, anh ta vẫn còn sầu não không biết Tiểu Kim sẽ bắt anh ta trả ơn Huệ này như thế nào đây. Lần trước Vũ Tơ nhận cũng đã hành anh ta thê thảm, lần này không chừng lại nghĩ ra yêu sách gì đấy. Vì thế anh ta quyết định vẫn nên trốn về núi một thời gian cho rồi. Sau đó chúng tôi đến nhà chú Lê chú họ thấy chúng tôi tới thì nở nụ cười hỏi sao rồi lấy được thứ kia ra chưa biết ngay là chú ấy tìm đến trăng hạ mà vì vậy tôi đặt cái bình thủy tinh nhỏ đựng con sâu kia lên trên bàn và đáp lấy ra rồi chính là thứ này chú họ và chú lê lập tức tò mò vây quanh cái bình thủy tinh quan sát một lúc lâu cuối cùng bọn họ đưa ra kết luận là thứ đồ gì càng đẹp thì càng độc hôm đó chúng tôi ở nhà chú lê đợi đến giờ hợi dưới sự chứng kiến của cả đám người, tôi cắt đầu ngón trỏ, nặng ra ba giọt máu nhỏ lên thân con sâu màu hồng nhạt kia. Trong nháy mắt, nó hấp thu máu của tôi rồi màu sắc cũng từ từ chuyển thành màu hồng phấn. Chú họ cầm cái bình thủy tinh nghiệm mặt cảnh cáo tối, mặc dù thứ này trông rất đáng yêu, nhưng độc tính lại không tầm thường. Cháu nuôi nó thì nuôi, nhưng nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể thả nó ra, nếu không chắc chắn nó sẽ tìm mọi cách chui vào lại trong người cháu xét đến cùng, muốn ăn là ăn so với người khác đút cho ăn không giống nhau. Nghe xong, trong lòng tôi nổi cơn ớn lạnh, sau đó thật cẩn thận nhận lại bình thủy tinh từ tay chú họ và nói, chú yên tâm, nhất định cháu sẽ không cho nó ra khỏi cái bình này đâu. Sau khi trở về nhà, tôi long trọng đặt cái bình này ở nơi cao nhất và an toàn nhất trong nhà. Tuyệt đối là nơi gió không thể thổi tới, mặt trời không thể chiếu tới và kim bảo không thể với tới tưởng tượng đến sau này mỗi ngày đều phải nuôi nó bằng ba giọt máu của chính mình tôi bèn rất chi là kiên nhẫn nói với nó thấy mi hồng hồng mềm mềm thế này từ hôm nay trở đi ta gọi mi là cục thịt nhé lỗi lầm lúc trước của mi ta có thể bỏ qua rốt cuộc chui vào trong người ai không chui vào trong người ai cũng không phải tự mi muốn là được nếu không phải ta tốt bụng giữ lại mạng nhỏ của mi mi đã sớm bị con sâu khắc ăn thịt rồi mi nhớ kỹ đấy về sau nếu muốn sống yên lành thì phải ngoan ngoãn ở trong cái bình này, đừng suốt ngày cứ mãi nghĩ đến việc trở lại trong cơ thể của ta. Mi trở lại trong cơ thể của ta mới là tìm đường chết đó nhé. Biết chưa? Sau này Mi phải sửa đổi đàng hoàng, tranh thủ sớm ngày được đầu thai làm. Sâu. So. Đinh Nhất ở bên cạnh nghe thể thì buồn cười bảo, cậu lẩm bà lẩm bẩm cái gì với một con sâu thế hả? Chương 1302. Chú ý cách dùng từ được không? ai lãm bà lắm bẩm. Tôi đang làm cho cục thịt tiếp nhận giáo dục lại. Trước kia nó đi theo con bé Ngô An Ni nhất định chưa được cảm nhận cái gì là sự ấm áp của gia đình. Sau này nó phải đi theo tôi kiếm cơm, dù gì cũng phải nói rõ ràng trước chứ. Tôi tức giận nói, cục thịt, định nhất nghĩ hoặc. Đúng vậy, làm quen một lần nữa đi, đây là thành viên mới của gia đình ta, bạn cục thịt. Kim bảo lại đây, tôi gào to về phía Kim Bảo còn đang ngủ ở ban công. Con chó chết tiệt kia nghe thể dùng già dùng răng đứng lên, không tình nguyện đi tới trước mặt tôi, sau đó ngáp một cái rồi ngồi xuống. Tôi thấy nó tỏ vẻ không kiên nhẫn, giả bộ nổi giận nói với nó, nghiêm túc coi, Kim Bảo, cha cho con biết, trong bình thủy tinh này là bạn cục thịt. Nó là một con sâu từng phạm lỗi, tốt nhất là con cách xa nó một chút. Nếu không cha sẽ bán con cho tiệm thịt chó đây kim bảo thử ngửi bình thủy tinh trong tay tôi sau đó hắt xì một cái hình như nó cũng ngửi ra thứ trong này chẳng tốt đẹp gì bèn quay đầu chạy ra ban công mặc kệ tôi gọi như thế nào cũng không thèm vào lại đinh nhất thầy thể thì buồn cười nói cậu hết bệnh rồi đúng không sao lại bắt đầu không đúng đắn thể hả tôi biểu môi đáp lời anh ta anh biết cái gì đây gọi là cuộc đời phù du vui sống được mấy ngày được không con người chưa trải qua sống chết, có vài việc đúng là chưa nghĩ thông. 2. Người ta thường nói đi một ngày đàn học một sàn khôn, dù sao tôi coi như đã nhìn thấu rồi. Con người ấy à, vẫn nên sống với hiện tại mới là thực tế nhất. Ừ, tôi thấy được đó. Vậy ngày mai chúng ta đến ngân hàng rút hết tiền ra tiêu cho bằng sạch, sống với hiện tại mới là thực tế nhất mà. Đinh Nhất nói bằng bề mặt như thật. Nghe vậy, tôi lập tức phản đối thế thì không được. Tiền trong ngân hàng đều gửi có kỳ hạn, bây giờ rút hết ra một lần sẽ thiệt hại mấy chục nghìn đó. Còn nữa, lần trước anh làm gì mà một hai phải xé cái áo sơ mi hiệu Armani của tôi hả? Chiếc áo đó tôi chỉ mới mặc được mấy lần, anh xoẹt một cái là xé toạc tay áo của tôi ra. Đó đều là tiền đấy. Tiền đấy. Cuối cùng Đinh Nhất thật sự không chịu nổi sự lãi nhãi như ma âm quấy nhiễu của tôi đành phải chui đầu vào phòng vệ sinh đi tắm. Thật ra tôi cũng cảm thấy mình đột nhiên trở nên nhiều lời như vậy, rất có thể là do bị nghẹn suốt khoảng thời gian qua. Bây giờ tình cổ cũng giải rồi, tôi lập tức có loại cảm giác như ông đây đã sống lại. Sáng sớm hôm sau, tinh thần tối sáng láng chuẩn bị dắt Kim Bảo xuống lầu, dọa nó tưởng là tôi muốn đưa nó đến tiệm bán thịt chó thật, nói cái gì cũng không chịu đi cùng tôi. Cuối cùng vẫn là Đinh Nhất chắc đi, lúc này nó mới chịu xuống lầu. Sau khi xuống, tôi hít một hơi sâu không khí xung quanh, cảm thấy vô cùng thơm tho ngọt ngào. Một loại cảm xúc phấn khởi chưa từng có tràn ngập cơ thể tôi, khiến tôi có xúc động muốn hét to còn sống thật là tốt. Bởi vì sau đó, cả ngày đều quá mức phấn khởi, thế cho nên Đinh Nhất đã từng muốn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra lại thử một lần, xem có phải có chỗ nào xảy ra vấn đề nữa hay không thật ra tôi chỉ vui sướng vì mình lại có thể sống tự tại không còn cần phải nửa chết nửa sống vì cái thứ tình cổ khốn kiếp gì đó nữa không còn cần phải đau đớn muốn chết vì một đoạn tình cảm lừa mình dối người nữa sau khi trải qua hai ngày phấn khởi tôi bắt đầu dần dần khôi phục bình thường chú họ thấy tôi không còn đáng ngại nên lại một lần nữa lặng yên biến mất khỏi cuộc sống của tôi đối với những chuyện chú ấy làm hiện giờ tôi không hỏi và chú ấy cũng không nói tuy nhiên mỗi khi tôi gặp phải việc khó xử chú ấy luôn xuất hiện trước tiên để cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng tuy rằng sau khi biết thân phận thật của chú ấy tôi đã từng hơi hoang mang nhưng bây giờ xem ra tình cảm giữa chúng tôi sớm đã vượt quá tình thân trở thành chỗ dựa ít ỏi cho nhau trong cuộc đời này nghỉ ngơi dựng sức vài ngày tôi thấy cơ thể khá hơn trước kia nhiều cảm giác không khỏe và liên tiếp sử dụng thuốc mê cũng dần dần biến mất bởi vậy kim thiệu phong càng như trúc được gánh nặng vì cậu ta không bao giờ phải nơm nớp lo sợ việc giúp tôi dùng thuốc mê nữa sau khi trải qua sự cố lần này tôi đã nhìn ra rất nhiều điều biết cái gì là số mạng định sẵn có là sẽ có số mạng đã không có thì đừng gò ép có lẽ hiện giờ thứ duy nhất có thể bị tôi nắm chặt trong lòng bàn tay cũng chỉ có tiền trong tài khoản ngân hàng của mình thôi cho nên quãng đời kế tiếp của tôi cũng chỉ còn cố gắng kiếm tiền sống cho tự tế nói đến kiếm tiền Khoảng thời gian trước chú Lê cũng đã vì tôi mà từ chối mấy vụ làm ăn. Bây giờ sức khỏe của tôi tốt rồi, cũng nên đến lúc hoạt động gân cốt, chuẩn bị nhận việc. Giờ đây cuối năm đã cận kề, cứ không có tiền thu vào mãi làm sao được. Không ngờ chúng tôi mới buồn ngủ đã có người đưa gối đầu. Chú Lê vừa thả tiếng gió ra là có thể làm việc bình thường thì đã có một người phụ nữ tìm tới cửa. Người phụ nữ này hơn 30, mắt sáng như đúc nhìn là biết kiểu phụ nữ có sự nghiệp. Chẳng qua không biết vì sao, quần mắt của người phụ nữ này lại thâm đen, cho dù trát phần rất dày cũng không che được quần thâm mặt. Người phụ nữ tên Vương Tuy Hinh là giáo viên nổi tiếng, hiện đang điều hành một trung tâm giáo dục. Chị ta nói mười mấy năm qua mình luôn bị một cơn ác mộng quấy rối, khổ không nói nổi. Lúc ban đầu chị ta kể việc này với người nhà, nhưng không ai chịu tin lời chị ta nói rốt cuộc người bình thường có ai mãi lặp lại cùng một giấc mơ đâu vì thế chị ta suýt nữa đã bị người nhà đưa đến bệnh viện tâm thần cuối cùng chị ta sợ đến nỗi không dám nhắc tới việc này với người khác nữa nhưng giấc mơ kia vẫn như hình với bóng gần như làm bạn với chị ta suốt hơn phân nửa thanh xuân hiện giờ chị ta cũng đã thành gia lập nghiệp có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình cho nên chị ta tin chắc giấc mơ này nhất định có liên quan đến một hành động nào đó năm xưa của chị ta, bởi vì lúc trước nhỏ tuổi không biết gì, mới khiến chị ta không ngày nào không sống trong sợ hãi suốt mười mấy năm qua. Hóa ra 16 năm trước, Vương Tuy Hinh vẫn chỉ là một giáo viên dạy thay của một trường tư thục. Vào thời điểm đó, chị ta và các đồng nghiệp chỉ có bằng trung cấp nghề, họ cùng nhau tham gia khóa giáo dục thường xuyên của Đại học Truyền hình, muốn lấy bằng cao đẳng thông qua kỳ thi tự học. Bởi vì ở năm đó đại học vẫn chưa phải thời kỳ phổ biến lắm, bằng cao đẳng chỉ đứng sau bằng đại học chính quy một bậc. Vì thế có rất nhiều giáo viên tại chức nhưng không có trình độ học vấn cao cũng giống như Vương Tuy Hinh, đều tham gia kỳ thi tự học này. Đến bây giờ Vương Tuy Hinh vẫn nhớ rõ, đó là vào tháng 7 năm 2002, chị ta và các đồng nghiệp chung trường học cùng nhau đến một địa điểm thi ở Thường Châu để tham gia kỳ thi diễn ra trong hai ngày bởi vì lúc ấy có rất nhiều nhân viên tại chức tham gia kỳ thi này, cho nên sau khi Vương Tuy Hinh và đồng nghiệp tới Thường Châu, việc trước tiên chính là nhanh chóng tìm quán trọ để dừng chân, sợ chậm một bước sẽ không còn phòng. Hồi ấy điều kiện kinh tế kém, thu nhập của mọi người đều không cao. Lúc đó Vương Tuy Hinh chỉ là một giáo viên dạy thay, tiền lương một tháng cũng chỉ hơn 400 đồng. Cho nên chị ta và đồng nghiệp tìm đến một nhà nghỉ giá rẻ 30 đồng một đêm ở gần bến xe để ở. Chương 1303. Cũng may bởi vì lúc ấy người đi thi rất nhiều, cho nên Vương Tuy Hinh phát hiện khách ở cùng phòng với mình hầu như toàn là người tới dự thi cả. Bởi vậy mọi người thường xuyên qua lại nên từ từ trở nên quen thuộc. Hai đồng nghiệp của Vương Tuy Hinh cũng chỉ lớn hơn chị ta cùng lắm là một hai tuổi. Đều là những cô gái vừa tốt nghiệp trung CAP nghe cho nên khó tránh khỏi sẽ nảy sinh lòng tò mò đối với một vài thứ kỳ quái tôi đầu tiên họ vào ở cũng không biết đo ai nhắc tới trước tiên một hai phải chơi trò bút tiên nói là muốn đoán thử ngày mai mình có gặp phải giám thị nghiêm khắc hay không nếu không đồng phao mà mình vất vả chuẩn bị đều lãng phí cả con gái mà tù hợp với nhau vốn đã thích kể mấy chuyện ma quỷ vì thế đề nghị này nhanh chóng có người phụ họa sau đó để vương tuy hinh và một đồng nghiệp khác của chị ta mời trước cách bức hầu như không khác biệt là mấy với cách mời bút tiên được truyền miệng mấy năm nay. Chỉ là chuẩn bị một tờ giấy trắng, viết mấy chữ to đường Tống Nguyễn Minh Thanh ở hàng đầu tiên, sau đó lại viết một vài từ ngữ cố định, ví dụ như phải hay không phải, nam hay nữ, tốt hay không tốt, còn có mấy chữ số từ 1 đến 0, thậm chí còn thêm cả 26 chữ cái tiếng Anh. Tóm lại chính là viết lên trên tờ giấy trắng những chữ đó, rồi vương tuy hinh và đồng nghiệp của chị ta đang tay vào nhau kẹp một cây bút chì ở giữa bàn tay hai người sau đó đặt hờ trên giấy miệng lẩm nhẩm kiếp trước ơi kiếp trước ta là kiếp này của my nếu muốn nối duyên với ta xin hãy vẽ vòng tròn trên giấy dù sao cũng chỉ là vài kiểu cách mời bút tiên cũ kỹ sau khi nhóm vương tuy hinh làm xong hết chị ta cảm thấy cây bút chì trong tay mình bắt đầu từ từ chuyển động Mới đầu chị ta còn tưởng rằng là tay của đồng nghiệp chuyển động, nhưng mà đồng nghiệp lại nói mình căn bản không dùng sức gì cả. Lúc ấy Vương Tuy Hinh thấy bút đã chuyển động rồi, cho nên chị ta bắt đầu hỏi vấn đề thứ nhất. Để xác minh bút tiên có biết những thường thức cơ bản nhất hay không, ngay từ đầu đa phần Vương Tuy Hinh đều hỏi những vấn đề rất dễ trả lời, ví dụ như ta là nam hay là nữ, vân vân. Sau khi có được đáp án khiến tất cả mọi người đều rất hài lòng vương tuy hinh bắt đầu hỏi về chuyện thi cử ngày mai bút tiên ơi bút tiên giáo viên giám thị ngày mai của ta là nam hay nữ vương tuy hinh vừa dứt lời bút chì trong tay hai người chuyển ngay đến chữ nam và không ngừng vẽ vòng tròn tiếp theo chị ta lại hỏi ngày mai giám thị có nghiệm không nhưng lần này có thể là do trên tờ giấy trắng không viết chữ nghiệm và không nghiêm cho nên bút chì chỉ không ngừng vẽ vòng tròn ở trên giấy lúc sau đồng nghiệp vương tuy hinh cũng hỏi mấy vấn đề giống như vậy bút chì trong tay họ đều cho một vài đáp án chẳng biết đúng sai. Đến cuối cùng, Vương Tuy Hinh hỏi một vấn đề khiến chị ta đến bây giờ vẫn cảm thấy hết sức hối hận. Đó chính là chị ta đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, mi có thể giúp ta thi qua hết cả bốn môn không? Bởi vì trên giấy cũng không viết chữ có thể và không thể, cho nên sau khi bút chì trong tay Vương Tuy Hinh xoay vô số vòng, cuối cùng trượt tới bên trên chữ phải mặc dù vương tuy hinh cũng không biết đáp án này có ý nghĩa gì nhưng khi đó chị ta coi như là bút tiên đã đồng ý với mình sau đó bọn họ đều không còn vấn đề gì nữa hai người bắt đầu niệm thần chú tiễn bút tiên đi đối với vương tuy hinh đây vốn dĩ chỉ là một trò chơi nhỏ chơi đùa xong họ cũng không xem là chuyện thật trời sáng liền đến địa điểm dự thi nhưng điều khiển chị ta không ngờ tới là mấy vấn đề lúc ấy họ hỏi bác tiên cái nào cũng đều đúng hết cả Đương nhiên, trong đó vốn đã có khả năng tồn tại sự trùng hợp nào đó, dù sao vấn đề như là nam hay nữ vốn dĩ có xác suất trúng 50%, cho nên kể cả đúng hết cũng không phải chuyện quá hiểm lại. Tuy nhiên nhóm Vương Tuy hình lại cảm thấy chắc chắn là bút tiên hiển linh, vì thế vào ban đêm họ lại mời bút tiên một lần nữa. Lúc này đây họ không hỏi những vấn đề về kỳ thi, ngược lại đặt hết tất cả vấn đề vào bản thân bút tiên. Lần này vẫn là Vương Tuy hình hỏi trước, Chị ta hỏi bút tiên là nam hay là nữ. Bút chì trong tay họ rất nhanh vẽ vòng tròn trên chữ nữ. Tiếp theo chị ta lại hỏi năm nay bút tiên bao nhiêu tuổi, bút chì trong tay họ lại trượt tới trên hai con số 4 và 9. Vương Tuy Hinh thấy bút tiên nói năm nay mình 49 tuổi, chị ta càng thêm tò mò, bởi vì trước đây nghe một vài người bạn chơi bút tiên từng kể, bút tiên họ mời về đều nói mình đã mấy trăm tuổi, không phải người Triều Thanh thì là người Triều Minh nhưng bút tiên do bản thân mời đến sau mới 49 tuổi thế. Không phải là nói bớt đi một số không chứ. Có điều Vương Tuy Hinh vẫn cảm thấy bút tiên đó nhất định là một vị tiên, cho nên chị ta cũng không nghĩ đến chiều hướng khác, đến tận sau khi kỳ thi kết thúc hoàn toàn. Lúc bọn họ ngồi xe buýt về nhà, đồng nghiệp của Vương Tuy Hinh lại đột nhiên cất tiếng kêu, sau đó nói với vẻ mặt lo lắng, hỏng rồi, chúng ta quên đốt tờ giấy mời bút tiên đi rồi. Vương Tuy Hinh nghe xong vẫn chẳng hề để ý, trời, quên thì quên thôi, đây đâu phải chuyện to tác gì đâu. Đồng nghiệp của chị ta lại hơi sợ hãi nói, nhưng mà lần cuối cùng mời bút tiên xong phải đốt tờ giấy kia đi. Không đốt thì sẽ bị làm sao? Vương Tuy Hinh hỏi ngược lại. Đồng nghiệp lắc đầu nói mình cũng không biết, nhưng mà tất cả mọi người đều bảo cuối cùng phải đốt thứ kia đi mới được. Vốn dĩ việc này qua cũng đã qua rồi, vương tuy hinh cũng không để nó trong lòng về nhà rồi nên làm gì thì làm đó ai ngờ hai tháng sau thành tích gửi về vương tuy hinh và đồng nghiệp kia đều kỳ tích vượt qua bốn môn điều này ít nhiều khiến vương tuy hinh thầm giật mình hơn nữa chị ta thử dò thành tích của mình lại còn tất cả đều cao một cách đáng sợ đừng nói để tự chị ta thi dù là mở sách cho chị ta chép cũng không chép được điểm cao như vậy đến lúc này vương tuy hinh mới bắt đầu nghi ngờ có thể nào là bút tiên kia giúp họ hay không nhưng khi chị ta đang mừng thầm trong bụng ác mộng lại bắt đầu bắt đầu từ ngày chị ta biết thành tích mỗi tối vương tuy hinh đều nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ quặc lúc đầu chỉ mơ thấy một vài đoạn ngắn rất mơ hồ tuy rằng không có liên hệ gì quá lớn nhưng những đoạn ngắn đó dường như đều có liên quan đến kỳ thi sau đó giấc mơ lặp lại ngày càng nhiều Vương Tuy Hinh phát hiện khung cảnh trong mơ cực kỳ giống gian nhà nghỉ mà họ ở hai tháng trước. Nhưng rốt cuộc đây chỉ là giấc mơ, mặc dù luôn lặp đi lặp lại, nhưng Vương Tuy Hinh vẫn chưa từng nhắc tới với người khác. Cho đến một ngày chị ta đang đi làm ở trường học, đột nhiên nghe nói đồng nghiệp lần trước chơi bút tiên cùng mình đã xảy ra chuyện. Lúc qua đường cô ta bị chiếc ô tô đang lao tới cán chết. Sau đó khi tham dự lễ tang của người đồng nghiệp này, người nhà cô ta nói cho Vương Tuy Hinh biết trước khi xảy ra chuyện cô ấy luôn nhắc đi nhắc lại là mình thường xuyên nằm mơ thấy cùng một giấc mơ nói là có liên quan đến kỳ thi